Bác sĩ Quân hả? Tôi về tới nhà rồi. Ông qua liền đi. Được được. Cảm ơn ông. Mau lên. Mấy người. Nhặt lên. Mấy người. Quả làm ơn đi gọi cấp cứu đi, làm ơn đi gọi cấp cứu đi đi. Quả đừng để
Ai biết? Đốt đi. Đốt cái gì? Đốt cái gì? Đốt. Rồi rồi rồi, em sẽ đốt. Em sẽ đốt. Nhưng mà anh phải cố lên. Cố lên. Xin không, 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 không. Em mới phải là người xin lỗi anh. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi xin lỗi. Đừng, đừng, đừng. Tôi xin lỗi. Đừng. Tôi đã định xin lỗi. Không. Đừng mà. Đừng mà. Đừng, 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 đừng. 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 Chuyện gì vậy anh? Bình tĩnh em. Tỉnh đi. Má, má. Tỉnh em. Má. Tỉnh đi. Má tỉnh đi mà. Má. Má tỉnh lại Thanh. Anh mong em ra. Thanh. Má. Má ơi. Má. Buổi tiệc có chút sự cố của gia đình, nên ông ba ông đuổi tôi về trước. Tôi đi lanh quanh cho đỡ buồn, mà cũng không biết đi về đâu. Rồi sau đó tôi về nhà luôn. Từ lúc anh về nhà có phát hiện điều gì khả nghi không? Không, cử nẻo vẫn bình thường. Nhưng lúc á, tôi đi lên tới cầu thang, tôi nghe có tiếng la ó. Tôi chạy tới phòng ngủ, nhìn vô thì thấy ba tôi đã rồi. Rồi có hai người đàn ông chạy ra. Tôi cũng không kịp phản ứng gì. Vậy anh có nhìn rõ mặt hai người đàn ông đó không? Tôi nói thiệt nha. Bụng dạ tôi đó giờ yếu lắm. Vừa nhìn thấy tôi đã ói mửa tùm lum rồi. Tôi không biết điều gì khác nữa. Cô có nhìn thấy rõ mặt hai người đó không? Hôm đó tôi bị động thai. Đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm. Tôi cũng không có nhớ cái gì hết. Cô có thể nhớ lại một chút chi tiết được không? Cô ấy đang có thai, sức khỏe rất là yếu. Tôi nghĩ không nên lấy lời khai trong lúc này. Dạ, anh ơi. Đây là lần lấy lời khai thứ ba rồi. Bao giờ thì gia đình chúng tôi làm lễ an táng được? Ngày mai anh có thể lên công an để giải quyết. Dạ. Các anh có kết luận gì về vụ án chưa vậy? Trước mắt thì chúng tôi nghĩ đây là một vụ trộm, lúc ông quản về nhà mới phát hiện ra, nên xảy ra xô xát rồi dẫn tới án mạng. Có gì mới chúng tôi sẽ báo thêm. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. À, dạ. Chào anh. Cảm ơn anh. Dạ. Chào anh. Dạ. Ừ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Tôi có chuyện này cần phải nói cho cậu biết. Có gì khó nói sao? Tối hôm đó, trước khi sự việc xảy ra, anh Quảng có gọi điện thoại cho tôi, nói là Thùy Linh bị động thai, kêu tôi qua khám. Vậy thì sao? Nhưng trước đó nữa, anh có nhắn tin cho tôi, hỏi là có loại thuốc nào tiêm vô để sảy thai hay không. Làm sao mà khi mà nhìn vô á, thì giống như là một vụ sảy thai bình thường, không có làm ai nghi ngờ. Nè, tin nhắn tôi còn lưu đây nè. Tôi trả lời là còn có misoproton. Sau đó thế nào? Chỉ hỏi vậy là thôi. Nhưng mà lúc gọi điện cho tôi, kêu qua khám cho Thùy Linh, anh kêu tôi đem theo thuốc. Tôi nghĩ có lẽ do kết quả khám bệnh hồi trước nên ảnh... Thôi được rồi, những chuyện này chúng ta nên giữ kín, không cần phải khai với công an hay nói với ai hết. Người chết thì cũng đã chết rồi. Ừ, tôi hiểu. Tôi xóa tin nhắn này vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chi phí điều trị tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Để con đưa về đi bệnh viện. Không cần đâu, chuyện này để tao. Tao sẽ đưa đi bệnh viện. Tao ở đây còn nổi nóng thêm nữa. Hai đứa bay, họ lại tìm cách giải quyết chuyện này. Thì ra cậu đã chú ý đưa Thùy Linh về nhà mà không tới bệnh viện để tiêm thuốc khiến cậu sảy thai. Vậy cậu sẽ tưởng cho sức khỏe yếu mà ra chuyện. Cậu sẽ trả thù được chuyện của ngoại tình. Sao cậu phải đẩy người khác tới tận cùng như vậy chứ? Cậu không thể bỏ qua được cho ai sao cậu Quảng? Tìm cái này đúng không? Tại sao cô lục tìm ngăn kéo của bà làm gì? Tôi đâu có. Cô có biết điều cần thiết ở một người chơi xì tố là phải biết nhìn tâm lý đối phương. Tôi là một con bạc, cô nhớ không? Tôi nói điều này để cô hiểu. Cô không thể qua mặt được tôi, không thể nói dối tôi bất cứ điều gì, hiểu chứ? Tại sao cô lục tìm ngăn kéo bà làm việc? Ông Quảng trước khi chết, ông có nói là tôi mở ngăn kéo bàn làm việc ở ngăn đầu tiên và đốt cái đó đi. Đừng để cho cô Thanh biết. Là cái này. Cậu tôi sợ rằng nếu A Thanh nhìn thấy sẽ biết ngay cô nói dối gì đứa con. Như vậy quyền lợi của cô sẽ không còn. Cô sẽ trở nên khổ sở lắm. Ông Hoàng biết chuyện này hả? Cả anh cũng biết chuyện này rồi. Cô coi đi.
ung thư. Cách đây không lâu, cậu tôi đã đi xét nghiệm. Trong số các loại thuốc uống điều trị bệnh ung thư có tác dụng phụ gây vô sinh. Cậu tôi đã kiểm tra và kết quả chính xác như vậy. Nên ngay khi cô báo có thai, cậu đã biết cô ngoại tình. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện. Cô không được khỏe, ngồi xuống đi. Tại sao cô ngoại tình? Vậy tôi biết Tân đụng xe má tôi. Ông Quảng biết mà lại giấu, cho nên tôi hận ông, và tôi muốn trả thù. Cô thật là nông cạn. Tôi cũng không biết là tôi đã làm cái gì nữa. Đừng khóc. Hãy nghĩ tới đứa con của cô mà giữ gìn sức khỏe. Anh đã biết hết mọi chuyện. Vậy tại sao anh không nói ra? Tôi có quan niệm sống của riêng tôi. Trong đời này mỗi người đều có một nỗi đau riêng. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, không ai có thể hiểu được hết. Vì vậy, không ai có tư cách phán xét hay xen vào cả. Anh thật sự là một người rất tử tế. Tôi không biết là nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Linh à, hận thù cũng giống như một vết thương bị mưng mủ vậy. Và kẻ duy nhất bị hành hạ là kẻ mang trên mình. Cô hiểu không? Cậu tôi còn nói với cô điều gì nữa không? Ông Quảng nói hai chữ quả báo, chắc là mấy dòng chữ ở trong bức tranh. Tôi cũng không hiểu rõ nữa. Con người ta mà, khi sắp chết thường hay nói lời thật, vì đó là cứu cánh giúp họ giải thoát mà. Tôi không hiểu. Ngay từ ngày đầu cô về đây, tôi đã nói với cô rồi, không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi sẽ đốt hồ sơ khám bệnh này đi. Anh không nói cho cô Thanh biết hả? Cậu tôi đã soạn sẵn di chúc. Nếu mà A Thanh biết chuyện đứa con của cô sẽ không còn quyền lợi gì cả. Có lẽ cậu tôi muốn bảo vệ cho cô. Bí mật này cứ giữ lại cho tôi và cô đi. Anh đúng là người nắm giữ mọi bí mật ở trong cái nhà này, và cả bí mật của anh nữa.
bí mật của tôi. Anh yêu cô Thanh. Cô cũng tình ý lắm chứ. À, tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho cô. Tôi nghĩ cậu tôi cũng muốn vậy. Dù sao thì cô cũng cho cậu tôi nhiều niềm vui mà. Tôi bán đó chứ. Linh à, tôi chỉ mong cô nếu có thể hãy bỏ qua hết mọi hiềm khích. Nhớ về cậu tôi như một người tốt nha. Bên công an có biết gì không vậy? Em không khai gì hết. Họ kết luận đây là một vụ trộm. Nhưng mà em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn kết thúc tất cả mọi thứ ở đây rồi em làm lại từ đầu. Nhưng em không liên lạc được với anh Triệu. Nó đi tù rồi. Tại sao? Tội trộm cắp. Nó nói em đã từng kể với nó một cách để lách luật, thay vì ở tù nhiều năm vì tội giết người thì sẽ phạm một tội khác cùng một thời điểm để được án nhẹ hơn. Cho nên anh Triệu đang bị giam ở đâu à? Còn vài bữa nữa là anh ra tòa rồi. Nghe nói vụ của anh bị xử cao lắm khoảng 5 năm. Em cũng không muốn nói tới chuyện đó. Sức khỏe của em sao rồi? Thấy em xanh xao quá. Em ổn. À, còn con sao rồi em? Em đi siêu âm chưa? Hôm nay em tới đây gặp anh là để nói rõ một chuyện. Em muốn kết thúc. Vậy là em nói chưa đủ rõ rồi. Em muốn kết thúc là sao? Mối quan hệ của chúng ta. Hiểu. Em chỉ muốn làm lại cuộc đời. Em muốn làm lại từ đầu. Em không thể nào tiếp tục sống như thế này được nữa. Em cần phải tiến lên phía trước. Sau tất cả những chuyện mình cùng nhau trải qua, bây giờ em muốn tiến lên phía trước một mình. Em tính giỏi lắm.
Mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Mình không thể nào tiếp tục phạm sai lầm thêm được nữa. Em thôi đi. Lúc nào em cũng chỉ biết đổ thừa cho người khác. Chính em mắc sai lầm. Còn tôi vì thương em mà nghe theo lời em giống như một thằng ngu. Nếu mà anh nói như vậy thì em xin lỗi anh. Vậy em không thể nào tiếp tục như thế này được nữa. Chỉ một tiếng xin lỗi là xong hả? Vậy chứ bây giờ anh muốn em phải làm gì bây giờ? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em với anh không thể nào có thể tiếp tục yên ổn ở bên cạnh nhau, rồi giả bộ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không phải ngay từ đầu tôi đã nói trước chuyện này với cô rồi hay sao? Lẽ ra tôi phải nhận ra cô là hạng người như thế này ngay từ đâu? Tôi bỏ hết tương lai của mình vì cô có hiểu không? Cô hiểu không? Anh làm gì vậy? Mình tên lại khốn nạn này. Tôi nói cho cô biết, tôi đã quá ngu muội khi tin theo lời của cô. Khốn nạn! Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Không bao giờ buông tha cho cô. Không bao giờ. Không bao giờ. Ta nhìn lại ta, tham vọng đầy tội lỗi, đưa tương lai cuộc sống đi không lối về. Ta giờ về đâu, con đường dài mù lối, hận thù mà lương tâm người hỡi. Không còn tình yêu, trái tim đành tan vỡ, không còn ai châm lối cô đơn cuối đường. Không còn là ta. Con hối hận lắm rồi. Cầu xin trời Phật thương con, cho con được làm lại từ đầu, được yên ổn trong tâm hồn. Đây là chìa khóa nhà. Tất cả giấy tờ thủ tục tôi đã làm xong. Cô cầm đi. Cảm ơn anh Khoa. Cảm ơn cô Thanh. Tiền lãi ngân hàng mỗi tháng cũng đủ sống. Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho tôi. Hay khi nào cô sanh thì cũng báo cho tôi một tiếng nha. Ừ, tôi biết rồi. Sống tốt nha. Cảm ơn. Cầu vồng ở chỗ nào vậy? Ở trên trời chứ ở đâu con? Con đang nhìn lên trời nè, đâu có thấy. Lâu lâu cầu vồng mới hiện ra. Lâu lâu là chừng nào? Thì khi nào mà cầu vồng hiện ra rồi mẹ sẽ nói cho con biết, hiểu chưa? Còn bây giờ công việc của con là con phải đi thay đồ, con đeo ba lô lên rồi con cầm đồ ăn và con đi học, không được trễ giờ nghe chưa? Dạ. Rồi hôn mẹ đi. Giỏi. À, em... chị Linh, chị sắp được ăn sáng rồi đó. Bây giờ hai chị em ăn sáng món gì nè, để em đi mua. Em ăn sáng với bé Thỏ rồi, Thụy với anh Quyền ăn đi. Em ăn sáng rồi á, thì ăn thêm nữa có sao đâu. Anh mời em, chẳng lẽ em từ chối à? Ờ, đâu có, vậy anh mua gì cũng được. Anh muốn là em ăn cái món em thích, chứ em nói với anh như vậy á, thì anh biết mua món gì? Dạ... hamburger. Để anh đi mua. Dạ.
Em tới đây á là thấy anh đứng đợi sẵn rồi. Mà hình như là lần này anh quyết tâm theo đuổi chị tới cùng luôn đó. Sao? Cô ta có nghi ngờ gì không? Không. Cô tưởng là tụi mình đã chuyển hướng điều tra rồi. Cô cho tôi hỏi, cô có nhận ra người này không? Không. Người này là ai vậy? À, chúng tôi đã xác định hắn là kẻ chủ mưu ám sát anh Triệu. Hắn là người ở chung phòng giam với anh Triệu, và cả hai đã xích mích với nhau. Bây giờ hắn ra tù rồi, hắn muốn tìm anh Triệu để thanh toán. Các anh đã bắt được hắn chưa? Vẫn chưa được. Nhưng mà chúng tôi đã ra lệnh truy nã hắn rồi. Chúng tôi chỉ sợ là trong lúc mà ở tù á, anh Triệu có nói về cô với hắn. Hắn mà có ghé qua... Không. Tôi với anh Triệu chia tay nhau lâu rồi, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra đâu. Tại vì bây giờ chúng tôi đang phải tìm theo từng dấu vết một. Thôi, nếu mà hắn có ghé qua thì nhờ cô báo gấp cho chúng tôi nha. Hy vọng là cậu sẽ chủ quan liên lạc với tên giết thuê. Mấy ngày nay thấy cậu nghi ngờ và đề phòng dữ lắm. Thôi, bây giờ tụi mình qua nhà ông Phát đi. Anh Phát, hôm trước anh nói anh không liên lạc với em trai của anh là Trần Phú Triệu, nhưng chúng tôi đã điều tra được anh và Triệu thường liên lạc điện thoại với nhau, và có cả nội dung tin nhắn nữa. Anh Phát, tại sao lại giấu chuyện này? Tôi thấy không có gì quan trọng, và cũng không muốn gặp rắc rối. Con chị có gì muốn nói không? Không. Bà không có biết gì đâu. Mấy anh đừng có hỏi bà. Anh Phát, anh đừng có giấu nữa. Trong tin nhắn, rõ ràng là anh và Triệu đang lo lắng vì hai người đang đe dọa anh, đúng không? Anh Phát, anh hãy khai thật cho chúng tôi đi. Chẳng lẽ anh không muốn tìm ra người sát hại em mình hay sao? Thôi kể ra đi ông ơi. Rồi nhờ công an bảo vệ mình. Mình còn hai đứa nhỏ nữa. Bà muốn tôi nói ra sao? Mà ông cũng không thể giấu hoài được. Lỡ hai đứa nhỏ có chuyện gì, ông sẽ hối hận cả đời. Còn tôi chắc cũng không sống nổi đâu. Thôi. Nếu mà nói ra chuyện này, tôi sẽ bị đi tù. Tôi mong các anh bảo vệ gia đình tôi. Bây giờ mọi việc có vẻ nghiêm trọng, anh nên kể chi tiết cho chúng tôi. Mọi việc cũng từ thằng Triệu em tôi. Khi nó quen con Linh ở nhà cuối dãy này nè, lúc đó thì con Linh nó mới lấy chồng, má nó thì mới bị tai nạn xe. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy ông? Con kìa. Ah!
nào vậy ông? Để báo công an đã. Trời ơi, Giang, Giang ơi, cô ơi, bà Giang ơi, bà sao này nè? Trời, bây giờ làm bà sao? Bà đứng đây đợi tôi chút nha. Có ai kêu xe cấp cứu không? Chị Giang ơi, cô Giang. Cô Giang ơi, sao mà máu quá trời, chị Giang, tỉnh lại đi cô Giang. Bà Giang ơi, Giang ơi. Nè anh, hàng mẹ chứ Audi là hàng zin luôn đó anh. Vô đi. Dạ. Đợi chút. Vô trọng đi, tao đợi ngoài này. Ừ. Chiếc xe này rã ra bán hả? Hỏi chị cha. Ê, anh Năm dạ. Đâu mày? Anh Tân. Anh tiệm anh Năm phải không? Ông có Trọng không? Dạ có, anh ở Trọng á. Anh vô Trọng gặp ảnh đi. Vô bà nội mày chứ vô. Ở Trọng nóng thấy bà. Tao vô đường cháy mở tao hả? Tao đứng đây đợi ổng. Mày vô mày kêu ổng đi. Dạ. Anh Năm ơi. Anh Năm ơi, anh Năm. Tới sao không kêu anh? Trời ơi anh Năm, chuyện em nhờ anh làm xong chưa có rề hoài. Trời ơi Út Tân, mày cái chuyện gì cũng từ từ. Mày, ta đã nói với mày rồi, chuyện nó xong hết rồi. Anh có chắc không? Mày sao vậy? Giao cho anh Năm em cứ yên tâm. Nè. Dạ em cảm ơn anh Năm. Vậy được rồi. Ừ. Thôi bây giờ anh em mình đi uống cà phê đi nha. Dạ. Nè, thằng đó là Năm Hổ hả? Nó nhỏ thôi cha nội. Mày dám kêu ổng bằng thằng hả? Giang hồ thú thiệt đó. Đừng tự ổng hay mua đồ phụ tùng xoáy. Mấy vụ đâm thuê chém mướn á, là ổng chơi lén hết luôn á. Bên cô này ổng là chồng đứa cha. Còn cái thằng kia là thằng nào mà sao nó chảnh chó quá vậy? Ôi thằng đó thì bèo. Em rủ cổng đó. Hình như nó tên Tân. Thôi đi đi. Lúc đó tôi không nghĩ rằng thằng Năm Hổ lại đáng sợ như vậy. Cứ tưởng thằng Thống nó nói quá. Hiện nay Năm Hổ đang là một đối tượng rất là nguy hiểm. Sau đó tôi có tới lui đó để bán đồ cho nó 2-3 lần gì nữa. Cũng có gặp thằng Tân em nó ở đó luôn. Cho tới khi tôi với thằng Triệu có tới một căn nhà để ăn trộm. Nhà nào? Anh Phát, đã đến lúc này rồi. Anh nên thành thật đi, đừng có giấu giếm gì nữa. Thì nhà chồng của con Linh bộ thằng Triệu đó. Lúc bị phát hiện, thằng Triệu nó đâm chết chồng của con Linh. Lúc bỏ chạy ra ngoài, tôi chạm mặt thằng Tân ở đó. Mà tôi cũng không hề biết thằng Tân nó cũng ở đó. Mày á, vô bà nội mày chứ vô. Nếu vậy là anh nói Trần Phú Triệu đã đâm chết người. Là nó tự vệ thôi mà, lỡ tay thôi.
sao đây? Sao đây? Trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy trời? Bình tĩnh đi, được không? Để tao tính cách cho. Nếu không là tù rụt xương đó. Bây giờ còn tính cách gì nữa? Mình không được rồi. Con Linh nó sẽ không khai ra mày đâu. Khác nào nó tự trồng vào cổ nó. Nhưng còn thằng kia, cái thằng kia nó nhìn thấy mình rồi. Tao đang tính đây, nhưng tao biết thằng đó. Để tao tính. Phải rồi, chỉ có cách đó thôi. Alo, anh Năm Bổ hả? Tôi là Phát đây. Anh giúp giùm tôi chuyện này đi. Bây giờ anh gọi điện cho thằng Tân, dặn nó đừng có khai gì về hai thằng ăn trộm đã gặp tối nay, là tôi với thằng em thôi. Anh giúp giùm tôi lần này đi mà, chỗ làm ăn quen biết. Đây Năm Hổ, mày có muốn tao phun ra chuyện cách đây 5 tháng hay không? Mày đã tới chung cư tao đẩy một bà già té còn than chết không hả? Phải, tao đã nhìn thấy hết. Và bây giờ tao còn nghi ngờ thằng Út Tân em mày đã dính vào cái chuyện này. Nếu hôm nay nó khai tao ra thì tụi mình sẽ chết chung. Sao hả? Được, coi như giao kèo giữa tao với mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy anh hai? Bà Giang không phải tự té cầu thang. Anh biết cái chuyện này xảy ra đúng không? Tao chỉ thấy thằng Năm Hổ nó làm thôi. Tao không biết tại sao. Hôm nay nhìn thấy thằng em nó thì tao mới hiểu. Thằng đó có xích mích gì với con Linh nên nhờ thằng anh nó xử bà già. Trời ơi, tôi đang dính vô cái chuyện gì vậy nè? Tôi không tin được những cái đám nhân hồn của anh đâu. Tôi tự tìm cách tôi giải quyết. Thôi, mày yên chí đi. Giờ tụi nó không dạy gì mà khai ra đâu. Trước tiên, mày phải xử lý cái tu dích này. Tôi phải chắc anh mới được. Anh nghĩ coi, nếu như một người phạm tội giết người thì có thể bị tù từ 12 năm cho đến chung thân hoặc là tử hình. Nhưng nếu người đó dàn dựng ra một vụ cướp vào đúng thời điểm xảy ra chuyện giết người thì người đó chỉ bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Như vậy là thoát tội giết người rồi. Ủa, vậy thì tại sao không kiếm cái việc gì làm cho nó nhẹ tội hơn? Đi tù chừng vài tháng thôi, mắc mớ gì phải đi cướp làm gì? Nhưng mà cái vấn đề là anh cần phải có người làm chứng cho việc là anh đi ăn cướp chứ không phải là anh giết người.
Anh hai, có cách rồi. Anh làm giùm em chuyện này. Đây nè, ông có chắc là muốn làm chuyện này không? Nó muốn chắc ăn thôi mà. Mày hãy giúp nó đi, tao sẽ đưa tiền cho mày. Chịu khó nha. Số hàng này bao nhiêu tiền? Trên dưới 10 triệu. Thôi được rồi, khi nào người thay ca tới, anh cứ nói đúng những gì tôi đã dặn anh. Anh nhớ không? Tao nhớ rồi. Đúng 7 giờ kém thì tao định đi ra ngoài, rồi bị một thằng bịt mặt từ phía sau xông tới, đánh và trói tao lại. Nó còn dán băng keo vô miệng tao nữa. Sau đó nó lùng sục và lấy hàng ở trong kho. Rồi sao nữa? Khoảng nửa tiếng sau thì mày đi. Nhưng tao nghi nghi vì thấy tướng mày quen quen. Tao nhớ ra mày là thằng Triệu ở cùng xóm. Cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi anh trước nha. Đứng lại, giơ hai tay lên. Đi. Này đây ca. Mày đứng dậy mày. Đứng dậy. Đừng mày. Anh Năm ơi. Tha cho em đi. Anh Năm. Ông không. Làm ơn anh Năm. Mày. Làm ơn đi Năm ơi. À. Đừng làm gì sao mày la? Mốt không mày bây giờ à? Đừng mà anh Năm. Biết tôi xin anh đó. Tha cho tôi. Tao chưa chặt mà. Chứ mày còn nguyên mà. Đừng mà, tôi xin anh. Đừng. Sao? Tha cho tôi. Anh đừng. Chào chú. Chào chú. Thưa chú, đây là hồ sơ về băng nhóm của Năm Hổ. Đe dọa người khác, tiêu thụ đồ gian, đâm thuê, chém mướn. Tại sao tới bây giờ chúng ta vẫn không có bằng chứng để mà bắt được Năm Hổ? Đàn em của nó rất là kỹ lưỡng, đứa nào bị bắt cũng đều kín miệng hết. Ở dưới quận cũng đang nhắm tới tụi nó đó. Trở lại vụ án của chúng ta, tại sao Năm Hổ lại giết má của Thùy Linh? Cái mối quan hệ của cô gái này thật là phức tạp. Phát khai là sau khi Triệu ra tù đã tìm hiểu và biết Thùy Linh có được một số tiền cố định được thừa hưởng từ chồng cũ, cho nên định tống tiền của ấy. Nhưng mà không ngờ là đám Năm Hổ lại đánh hơi được, cho nên đã truy lùng Triệu. Mọi người cứ đọc kỹ lại hồ sơ, phân tích lại một lần nữa. Chúng ta phải vẽ lại sơ đồ các mối quan hệ có liên quan.
Toàn, điều động thêm người, tỏa ra theo dõi Thùy Linh thật sát. Dạ, dạ. Và đối với nhóm Năm Hổ thì cố gắng đừng bứt dây, động rừng. Dạ, dạ. Tìm hiểu thử xem vai trò của những người trong gia đình chồng của Thùy Linh. Tìm hiểu thêm tên Năm Hổ có vai trò gì. Dạ. Xem xét lại hồ sơ, bằng chứng ở hai hiện trường. Coi có khớp với tên đàn em nào của Năm Hổ hay không. Dạ. Mẹ. Con gái. Mẹ cởi ba lô cho con nha. Dạ. Đi con. Dạ. Thôi được rồi, lát nữa mẹ làm cho con. Còn bây giờ con vô con tắm rửa, thay đồ, xong rồi ra ăn nha. Dạ. Đi đi. Alo. Cô em nghe máy. Vậy là đã nhận được thư rồi có phải không? Ông là ai? Không quan trọng. Quan trọng là những gì cô em đã làm trên đường gần rừng cao su tuần trước kìa. Cô em xỉu chứ vậy? Anh cứ gửi kèm cho cô em vài thứ đâu. Mở ra coi đi. 10 phút sau anh gọi lại. Thank you.
Nè anh. Chị Thanh, chị Thanh. Thỏ. Ngồi đây với chị nè. Sao qua chơi mà không báo trước cho chị Thanh biết hả? Em không biết, tự nhiên mới sáng dậy mẹ kêu chở qua chị Thanh. Ha, vậy à? Thì ghét quá. Anh Khoa, cô Thanh. Cô Linh. Nè, Thỏ nè, bây giờ chạy vô bếp nói chị Mẫn làm sẵn bắp bơ nha. Chị Thanh dạ. Vô liền ha. Dạ. Đi vô. Giỏi. Đồ của bé Thỏ hả? Tôi sắp đi công chuyện. Muốn gửi bé Thỏ cho cô Thanh. Vậy hả? Cũng được. Sẵn đi tôi dẫn nó đi chơi hè luôn. Mà dì đi bao lâu? Khoảng một tuần. Một tuần. Thôi, để tôi tranh thủ chuyển tiền vào tài khoản của dì luôn trong hôm nay ha. Tiền gì? A Thanh muốn chuyển hết phần tiền cô được thừa kế để cô chủ động sử dụng và chuẩn bị lo cho tương lai của bé Thỏ. À thôi, không cần đâu. Tôi lãnh tiền lãi hàng tháng là được rồi. Thôi, thứ nhất, hiện tại tôi có rất là nhiều việc phải lo. Mỗi tháng phải lo thêm chuyện đó nữa. Lắc nhắc tôi không thích. Thứ hai, thì anh Tân có khuyên tôi. Mình là người trong nhà với nhau mà. Cư xử như vậy không có hay. Sau này, nếu bé Thỏ nó lớn lên, rồi nó lại nghĩ tôi là người hẹp hòi. Nhưng mà tôi thấy... Thôi, để tôi đi gọi điện chuyển tiền cho dì luôn. Chơi với chị Thanh cả ngày như vậy, con có vui không? Dạ có. Cho con về ở với chị Thanh luôn. Con thích không? Dạ thích, nhưng con cũng muốn ở với mẹ nữa. Nếu mẹ ở chung với chị Thanh thì con sẽ được ở chung với hai người rồi. Vậy mẹ cho con về đây ở luôn có được không? Dạ được. Mẹ sẽ nhớ con gái của mẹ nhiều lắm. Tại sao? Mẹ tính đi đâu hả? Mẹ tính đi công chuyện vài ngày con. Vậy mẹ cho con đi theo với. Chỗ đó người ta không cho con nít vô. Tại sao người ta không cho con nít vô? Mẹ con đau. Con ở đây nghe lời anh Khoa, nghe lời chị Thanh nha. Dạ. Chị Thanh muốn chơi trốn tìm mà kiếm bé Thỏ hoài không được kìa. Thỏ vô liền. Vô đi. A Thanh sắp mệt rồi đây. Mới vừa trốn vô nhà nằm được một tí. Anh Khoa, nếu như cô Thanh biết bé Thỏ không cùng huyết thống với mình, liệu cô còn yêu thương nó như thế này không? Tôi có thể cam đoan là chuyện đó không làm cho A Thanh bớt thương bé Thỏ. Có chuyện gì phải không? Đúng là không qua mặt được anh chuyện gì hết. Biết vậy thì tốt. Nếu thấy quá nặng nề thì nên chia sẻ. Công việc làm ăn thôi mà, nó làm tôi nhức đầu quá. Có nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không đủ sức để tôi lèo lái cuộc đời của mình. Có câu đương cuộc giả mê, bàng quan giả tỉnh. Người ngoài cuộc lúc nào cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Nếu có cần giúp đỡ gì thì nói tôi biết nha. Chắc chắn rồi, cảm ơn anh. Cô có thể tin tưởng tôi mà, đúng không?
Linh, em đi đâu về vậy? Cả ngày nay anh gọi cho em không được, sao em không chịu nghe máy của anh? Em mệt, không muốn nói chuyện. Anh đi về đi. Em nói như vậy ý em là sao? Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được hết. Không được, em phải nói cho rõ ràng đi. Chúng ta đang vui vẻ với nhau mà, tại sao em lại xử xử với anh như vậy chứ? Chỉ có anh là vui vẻ thôi, còn em thì không. Không có chuyện đó đâu. Anh đi về đi. Linh, ông Quyền cũng xuất hiện ở đó hả? Được rồi, lát nữa anh ghé qua. Ông Quyền vừa qua hả anh? À, mau nói là Linh đi cả ngày với lại đứa con. Vừa mới về nhà thì đã thấy ông Quyền xuất hiện rồi. Nếu như ông với Thùy Linh mà có quan hệ tình cảm thì tất cả những lời khai hôm trước ông khai với em dĩ nhiên là không tin được rồi. Em bị qua mặt cái dèo vậy sao? Dẫn bàn lẻ lên, ăn được rồi nè. Có đồ ăn rồi, nhanh ra đi. À, anh ra liền. Tới giờ ăn rồi, đói quá. Đi, lẹ lên. Từ từ. Thức đêm làm việc chứ đâu có phải là hồi hộp vui chơi đâu. Mà đến hồi hết nấu chè rồi nấu lẩu nữa hả chi? Anh yên tâm đi ha, không có phần của anh đâu. Anh cứ làm việc của anh đi, cứ làm thanh niên nghiêm túc đi. Cái này là em... À không, chị Quyên, ngoài bỏ cho anh Toàn đó. À, nãy giờ chị nghe chị kể về em, thì ra thành tích quậy phá của em cũng đáng nể quá ha. Vậy là chị theo phe của chị rồi phải không? Ủa, bộ hồi đó tới giờ chị em của em hai phe hả? Nè, hai người đang giở trò gì đó? Chị phải biết ăn coi nồi ngồi coi hướng chứ, phải biết trái phải trước sau chứ. Tại hạ có lỗi, tại hạ có lỗi, sơ ý quá, sơ ý quá, xin mời chị. À, thì ra là vậy, em hiểu rồi, thì ra là... Ăn đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Nước nè anh. À, cảm ơn em. Chị nói gì hả? Chị Quyên tưởng em thích anh Toàn hả? Ừ. Nói nha, chuyên môn làm khổ anh Toàn không đó. Tội nghiệp anh lắm nha. Anh yên tâm đi, nãy giờ chị em nói ăn chung, chắc là chị hiểu em rồi đó. Toàn đi, nói nhiều quá. Nè, cho hai người ra ngoài hỏi ý 5 phút đó. Chị Quyên nấu ăn ngon quá, chị Quyên là số 1 đó nha. Ăn lẹ đi, còn làm việc nữa. Từ giờ tới sáng, dạ, còn một đống hồ sơ trong đó đó. Dạ. Lát chị đem vào phòng em phụ cho, ha. Ê, con tôm của anh. Ê, cái này của em. Của anh. Của em. Của anh. Của em. Con tôm của anh. Của em mà. Đem múc trả nè. Thôi nhường cho em nè. Ham ăn quá. Ăn cho no nha. Dạ, cảm ơn anh.
Qua nay chắc cô em sốt ruột lắm hả? 10 phút dài nhất trong đời có phải không? Ông muốn gì? Dĩ nhiên không phải gọi để tán dóc với em rồi. Anh muốn bàn với em một con số. Để giữ những tấm hình đó không đến tay công an. Ông muốn bàn với tôi một con số, rồi sau đó sẽ là một con số khác, rồi một con số khác nữa cho đến hết đời của tôi luôn. Thậm chí dù bây giờ tôi có đưa tiền, ông vẫn có thể tố giác tôi mà. Anh biết cô em sẽ nói như vậy mà. Anh hứa với em, anh sẽ xóa hết file gốc nếu em ngoan ngoãn làm theo anh. Thật tiếc cho ông là bây giờ trên đời này không có cái gọi là file gốc. Ông cứ giữ lấy số hình đó đi. Tôi không quan tâm nữa đâu. Vậy chắc là em cũng không quan tâm. Chứng cứ đi chứng minh em không có giết người đâu hả? Chứng cứ gì? Cô em nghĩ mình giết chết thằng đó thật sao? Không, không phải như vậy đâu. Nhát đâm của cô em còn yếu lắm. Tụi anh phải ra tay mới kết thúc được công việc của em rồi. Ông nói cái gì? Anh biết tụi công an có tới tìm em. Không lẽ nó không có nói cho em nghe sao? Ông nói lại, ông làm ơn nói lại, nói cho rõ ràng ra. Mày lằng nhằng quá rồi đó mày. Nghe đây, tao sẽ cho mày thẻ chứng cứ đó trước khi giao tiền. Ngày mai sáng sớm mày hãy tới ngân hàng rút hết tiền ra. Loại giấy 500 ngàn thôi. Rồi chờ tao gọi điện, hiểu chưa? Ông muốn bao nhiêu? Tụi tao đã theo dõi mày từ lâu rồi. Dư biết mày thừa hưởng 5 tỷ đồng từ chồng cũ. Vậy đừng cố để qua mặt tụi tao làm cái gì. Nhớ rồi. Alo. Anh Quang, anh nói tôi có thể tin tưởng vào anh phải không? Tôi cần anh giúp đỡ. Tôi thật sự kiệt sức rồi. Cô đang ở nhà phải không? Dạ. Tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn anh. Tất cả mọi chuyện là như vậy. Tôi đã bị căng thẳng quá mất. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Chắc chắn không thể thỏa thuận với bọn tống tiền này. Chúng ta phải tìm hiểu cái chứng cứ vô tội mà tụi nó có là cái gì. Chuyện cô Thanh chuyển tiền cho tôi, liệu có nhiều người biết không? Tất nhiên. Bên kế toán, thủ quỹ, luật sư, ngay cả thư ký nữa đều biết. À, tôi hiểu cô đang nghi ngờ chuyện gì. Bản thân tôi cũng đang thanh lọc lại người trong công ty. Và ngay cả người trong gia đình nữa. Ý anh muốn nói gì Tân? Cách đây 7 năm, lúc A Thanh sắp làm đám cưới, tôi có nhờ người theo dõi điều tra thân thế của Tân. Có nhiều chuyện không tốt đẹp lắm. Ngày mai, tôi sẽ gọi điện hỏi thám tử. Tôi chưa từng nghi ngờ gì về cô để phải cho người tìm hiểu.
Nhưng mà thật không ngờ, cô lại dẫn người khác vào nhà để trộm, tới nỗi cậu tôi bị đâm chết. Tôi xin lỗi. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn ăn năn và dạy dò về chuyện đó. Có lẽ là ý trời mới xui khiến Triệu tới đó đâm chết cậu tôi. Nếu không thì con của anh ta đã bị cậu tôi sát hại. Anh nói cái gì? Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Mà thực chất thì cô đã qua mặt tôi rất nhiều chuyện. Hồi đó tôi mới có hơn 20 tuổi, cho nên tôi còn rất là nông nổi. Vậy thì đừng có nông nổi nữa. Nếu mà cô tin tôi, cô có thể nghe tôi lần này được không? Đưa cho tôi cái điện thoại mà tụi nó đã đưa cho cô. Tôi nghĩ chắc tụi nó dùng sim khuyến mãi, nên anh không phát hiện được cái gì đâu. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tôi không xem số máy. Chứ anh tìm cái gì? Tôi chỉ kiểm tra phần mềm hoặc thiết bị nghe lén thôi. À, cái này rẻ tiền, đời cũ, có thể yên tâm rồi. Tôi cũng không nghĩ ra được chuyện đó. Cũng may anh cẩn thận và chu đáo quá. Kinh nghiệm thôi. Tôi buộc phải như vậy, vì nếu bị nghe lén, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mà tôi sắp nói với cô đây. Alo, Minh hả con? Tối qua coi hết hồ sơ năm hổ chưa? Có phát hiện chuyện gì mới không? Nè, bên Bảo vẫn theo sát Thùy Linh đó chứ? Chú ở nhà sáng nay. Có gì thì gọi điện báo cho chú nha con. Thôi vậy đi. Hình như thiếu bình nước kìa Bình. Trời, quên sạc pin rồi. Mấy giờ rồi ta? Hơn 6 giờ rồi. Chết, em chưa viết bản báo cáo nữa. Cái thằng này. Ủa, mà anh Toàn đâu rồi anh? Đi trước rồi, lẹ đi. Dạ dạ, em xong liền xong liền. Thùy Linh. Hả? Tôi nói biết mọi độc tình của cô, cho nên thế nào cũng cử người theo dõi. Cho nên không nên đi xe của cô, ngồi phía sau đi, giấu mặt được. Xe Kia màu đen, biển số 52U4870, xe đang rời khỏi Hồng. Lái xe là đàn ông khoảng 35 tuổi. Thank you.
Gọi lại đi. Tới ngã tư rồi, anh bảo vô nha. Ok, rút đi anh theo liền. Bảo nghĩ của ta đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là chắc phải đi ngang qua cơ quan của mình, đến gọi người tiếp diện canh giữ bên dòng xoay. Ủa anh Bảo, anh Bảo nhìn kìa. Điều tra viên tên Minh. Khoanh vùng trong đám Nam Hổ thôi. Có khả năng nó là người mới gia nhập nhóm. Ừ, đúng rồi. Em cũng nghe râm ran á, là tụi nó về đầu quân cho Nam Hổ nhiều lắm. Nè, mày phải cẩn thận nghe. Tụi này nguy hiểm dữ lắm đó. Ờ, em biết rồi, em gặp tụi nó là em né liền. Nhưng mà anh, cho em hỏi thiệt anh câu nghe. Lỡ như em có chuyện gì anh có cứu em không? Chắc chắn, hứa danh dự đó. Thiệt nghe. Cái thằng này. Em hỏi chơi thôi, chứ biết anh sẽ làm như vậy mà. Anh nghe này Quyên. Anh Toàn, Tùy Linh vừa tới đầu thú. Đầu thú? Dạ. Có khai ra cái tên giết thuê không? Có chuyện đó, anh về chỉ huy đi. Giờ em và Trí phải ra hiện trường gấp. Sao phải trở lại hiện trường chứ? Em nghĩ biết đâu lục lạo một hồi sẽ tìm được chứng cứ hung thủ để lại. Nè, hung thủ để xóa chứng cứ gì sao? Thôi, em sẽ kể sao. Giờ em phải đi rồi. Anh về cơ quan chỉ huy nha. Anh biết hôm nay chú Kiệt có việc rồi đó. Ừ, được rồi, anh về ngay. Nè, có tin gì mới báo anh nha. Dạ. Vậy, cô nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ sao? Sáng sớm ngày nào tôi cũng đến mở cửa tiệm vào giờ đó. Cho nên tôi nhớ rất là chắc chắn. Vậy bây giờ thì cô hãy kể lại chi tiết sự việc đi. Tới sớm quá đó chú rể à. Ờ. 6 năm. Đủ lâu để cho người ta nôn nóng mà. Chào em, tình nhân cũ của anh. Anh ra khi nào? Câu hỏi này nghe qua thì cứ tưởng là quan tâm tôi, nhưng thực chất nhìn ánh mắt của em kìa. Em chỉ muốn tôi chết rụt xương ở trong tù thôi đúng không? Em không có ý đó. Chắc chứ? Mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. 6 năm trước, em đã nói dứt khoát với anh như vậy rồi mà. Cô không cần phải nhắc tôi. Tôi nhớ như in từng câu từng chữ mà cô đã nói với tôi. Nhưng có lẽ là cô quên rồi. Vì cái gì? Vì ai mà tôi phải vào tù? Lúc đó em còn quá nông nổi. Em... Cô thôi đi. Cô
cô chỉ biết cho bản thân mình, chỉ biết dung dáng cho bản thân của mình. Xảy ra chuyện gì cô cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cô lôi mọi người vào cuộc. Khi xong việc, cô lại quay về với bản ngã của chính mình. Chuyện đã qua lâu rồi mà, sao bây giờ anh lại... Không, quá là qua với cô thôi. Bản thân tôi, tương lai của tôi đang phải ngụp lặn trong cái vũng bùn mà cô xô tôi xuống kìa. Anh hai tôi bây giờ đã trở thành kẻ tàn phế kìa. Không, tất cả vẫn đang diễn ra, chỉ là cô chọn cách quay lưng đi, quay đi mà không nhìn lại mà thôi. Bây giờ anh muốn em phải làm cái gì? Tôi căm ghét bản thân mình. Bản thân tôi cũng không biết phải làm gì với cô nữa. Trước giờ tôi chưa từng đánh cô đúng không? Sáu năm nay tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ rằng tôi phải làm gì với cô sau khi tôi ra tù. Ít nhất một lần trong đời, cô phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Như vậy mới công bằng. Anh muốn làm gì? Anh đứng yên. Anh đừng đến gần đây. Chúng ta tới cái mức này rồi sao? Đâm đi. Nếu như cô có thể thì đâm đi. Không, đâm em đi. Không muốn làm như vậy. Nhưng mà nếu như anh tiến gần tới, em buộc phải tự vệ. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Tôi không có giết cô đâu. Tôi chỉ muốn tới đây đòi lại những gì thuộc về tôi mà thôi. Anh tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em đi. Em xin anh hãy tha cho em. Buông tha cho cô à? Tôi không còn là thằng Triệu ngu muội để nghe theo những lời ru quên trước kia của cô đâu. Bây giờ thì đứa con của tôi, số tiền mà cô hưởng từ lão già đó, cô phải trả lại tất cả cho tôi. Đưa hết cho tôi. Trả đi. Anh buông ra. Trả đi. Buông ra. Trả đi. Buông ra.